Nè trái nè, không thấy không? Ra trái nè. Trái chèo. Bằng này chèo nhiều phải không? Này ra cái nè. Nè trái nè. Đúng rồi. Mà điều nó thưa lóng thôi. Dao lóng dài phải không? Nói thì cái nết nó cơ nó bò như giống hổm rồi. Đụng trái ngốc cần nó để giống không trái đâu, mới vừa cao thì trái rồi nè. Mà nó cũng trái chèo như cái nết cũ. Mà mới vô phân có 2 ngày. Phải không? Theo nết cũ chứ không phải theo nết mới. Nết cũ không tính đi, nó đâu có trái chừng. Bởi vậy. Nết cũ lên ba mấy ngày, còn cái đó là dưa dưa mới hiện tại đúng không? Ừ. Bước xuống không đủ mà. Cái tận đủ nữa. Lụi nó hả? Chỗ bán nữa. Nãy ông điện hỏi chú rồi phải không? Điện mà Hải đó mà Hải. Chắc lát xuống vậy. Điện hỏi thử ra lính của ông gom đủ chưa? Đây ta đang đợi. Đứng đi Úc. Đứng đi. Đứng đi tới đây. Có sâu xanh nữa nè. Mà cái đây là trái nè, thấy không? Nè, mỗi mắt con trái này nè. Đúng rồi. Nè. Này là dòng giống cũ mình đó hả? Không, giờ giống cũ nè. Nè nè. Trái gì giống trái nói mà để giống không trái đâu. Tại đây nó bị ngọt nước chết mẹ luôn rồi, nó ăn trái không ăn ốc nổi luôn nè. Nè, hay nó không trái đâu. Đúng rồi. Nè. Nụ cũng đẹp luôn chứ bộ. Nè nè nè. Mỗi mắt con trái nè. Nè nụ con nhóc chân nè Mút. Nụ dữ lắm nụ chứ. Cái thằng này trúng rất tốt rồi nè, nó phượt nó ra trái chậm nè. Nó chưa bắt phần nó. Mới gãi có 2-3 ngày nay cứ nhiêu. Bắt phần rồi nó giọt nó xuống trái luôn thấy cảnh. Mà thằng này mà nó like đi tầm gần mấy thằng kia nó like vô coi luôn nè. Dây này dây dưa thường ngoài nè, nè thấy không, nửa cái nó like với thằng này nè, không coi nè. Quay nhiêu được rồi, vô được rồi. Vô phải không? À, vô.